Chào các bạn nhìn thấy đây là gì không ạ? Đây chính là lạc rang. Và trong video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn một cái cách chế biến với lạc rất là ngon và đảm bảo với các bạn là ăn hoài không chán, và đặc biệt hơn nữa là nó rất là phù hợp trong cái mùa Covid như hiện nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau để tìm hiểu xem cách chế biến như thế nào nhé. Đầu tiên thì với lạc các bạn sẽ nhặt cho mình bỏ những hạt hỏng mốc hoặc là những hạt nhỏ đi, và chúng ta chọn những hạt lạc đều nhau nhé. Và sau đó thì các bạn sẽ làm sạch lạc. Ở đây thì mình sẽ rửa. Tiếp theo thì sau khi rửa sạch thì các bạn sẽ để ráo nước. Tiếp đến thì các bạn sẽ cho vào nồi chiên không dầu. Chúng ta sẽ rang, hoặc là các bạn có thể rang trên chảo nha. Ở đây thì mình sẽ sử dụng nồi chiên không dầu, và có cho bạn cho vào nồi chiên không dầu ra thì sẽ rất là tiện và đảm bảo là lạc của các bạn chín sẽ đều hơn. Chúng ta sẽ để 160 độ trong vòng từ 10 đến 12 phút. Tùy vào lượng lạc nhiều hay ít mà các bạn có thể, và với tùy vào nồi thì các bạn có thể điều chỉnh nhiệt nhé. Sau khi hết thời gian thì các bạn sẽ để cho lạc nguội, và chúng ta sẽ bóc hết cái vỏ này đi nhé. Khi lạc nguội rồi thì rất là giòn, và cái vỏ này rất là dễ để các bạn có thể bóc ra như thế này. Và đây là lạc sau khi mình đã làm sạch cái vỏ lụa nhé. Và công đoạn tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển thêm một cái nguyên liệu tiếp để các bạn có thể thực hiện được món này. Nguyên liệu tiếp đến ở đây đó chính là muối. Ở đây thì mình sử dụng muối hạt nhá, muối trắng. Các bạn cũng có thể sử dụng muối tinh hoặc là bột canh. Thì ở đây mình sẽ sử dụng muối hạt to để cho phổ biến nhất, và đặc biệt là mình sẽ cho lên bếp và mình sẽ rang để các bạn có thể nhìn rõ được cái sự đổi màu của hạt muối khi mà khi các bạn để ở nhiệt độ thường thì nó có vẻ hơi ướt, được khi các bạn rang lên thì nó sẽ khô và nó sẽ chuyển sang cái màu trắng đục nhá. Các bạn có thể nhìn rõ hơn bởi vì mình sẽ sử dụng muối hạt to để các bạn dễ theo dõi hơn. Ở bước này cũng rất là quan trọng, bởi vì nếu như các bạn rang muối không khô hoặc là để muối ướt thì cái thành phẩm của cái sản phẩm của món này sẽ không được ngon. Đó, các bạn nhìn kỹ này, hạt muối sau khi đã khô bớt nước thì nó sẽ chuyển sang cái màu trắng đục. Đó, các bạn nhìn xem cái màu trắng sau khi muối đã rang. Tiện hơn cho món này thì các bạn cũng có thể sử dụng bột canh hoặc là muối tinh nha. Nếu như các bạn sử dụng muối hạt như thế này thì các bạn sẽ sử dụng cối chày để các bạn có thể giã nhỏ, hoặc là các bạn nghiền nhỏ muối này ra nhá. Nhưng bây giờ để tiện hơn thì mình sẽ sử dụng, ở đây mình sẽ sử dụng là máy xay khô nhá. Mình sẽ cho muối vào đây và mình sẽ xay nhỏ mịn để đảm bảo thành phẩm của món này sẽ ngon hơn. Đó, các bạn nhìn thấy muối sau khi xay xong thì đã nhỏ và đều hơn rồi, gần giống với muối tinh của các bạn rồi đúng không ạ? Tiếp theo, một cái nguyên liệu thứ ba mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở đây đó chính là vừng. Vừng thì ở đây mình sử dụng vừng đen nhá. Các bạn có thể sử dụng vừng trắng, tuy nhiên thì vừng đen thì mình thấy rằng thơm hơn, và khi thành phẩm thì nó cũng ra cái màu sắc nó bắt mắt hơn. Và đây là cái tay con gái mình đang nghịch ở đây. Các bạn sẽ rửa sạch để chúng ta đảm bảo cho hết sạch cái lớp bụi bẩn. Sau đó thì các bạn sẽ cho lên chảo và chúng ta sẽ rang chín để đảm bảo cho vừng sẽ được thơm và giòn hơn nhá. Vừng này thì nhỏ nên là chúng ta rang sẽ rất là nhanh, các bạn sẽ đảo đều tay. Khi rửa xong thì các bạn sẽ để cho ráo nước này, sau đó chúng ta sẽ rang trên chảo thôi. Các bạn sẽ đảo đều tay một lát là sẽ bay hết hơi nước và hạt vừng sẽ chín. Ở đây thì mình sử dụng vừng đen để cho thành phẩm ra sẽ có màu đẹp mắt hơn. Nhưng có nhiều bạn thì không thích vừng đen. Đây các bạn nhìn thấy rằng sau khi đảo một lúc mình sẽ ngừng đũa để các bạn có thể nhìn thấy rằng khi vừng được là đã có những cái hạt vừng nó nổ lách tách. Các bạn nghe thấy, và những hạt vừng nổ lách tách các bạn có thể nhìn rõ được. Đó.
mình quay vần và không đảo nha. Đó, như đảm bảo các bạn là đảo đều tay nha. Đó, chỉ cần đến khi là cái hạt vừng nó chín và nó nổ tách tách như vậy là được. Thì các bạn sẽ để nguyên trên chảo và chúng ta sẽ đợi cho vừng nguội nhá. Và tiếp theo thì sau khi vừng nguội thì các bạn cũng cho vào máy xay và các bạn xay nhỏ cho mình nhá. Hoặc là các bạn có thể sử dụng cối. Đó, đây là vừng mình vừa cho vào máy xay này, đây là vừng sau khi mình đã xay xong. Thì bởi vì xay vừng thì các bạn có thể không xay, tuy nhiên thì mình thấy là xay xong thì cái vỏ vừng nó nát ra thì nó sẽ thơm hơn ấy. Đó, các bạn nhìn thấy vừng thơm chưa? Lạc sau khi các bạn đã bỏ vỏ rồi thì các bạn cũng cho vào xay giúp mình nha. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta chỉ cần xay qua thôi nhá. Chúng ta không cần xay quá nhỏ đâu. Đấy, các bạn nhìn thấy ở đây. Các bạn cũng có thể sử dụng cối để giã nhá. Và như vậy là chúng ta đã chuẩn bị đến ba cái nguyên liệu cho món này rồi đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ biết đến công đoạn tiếp theo là các bạn sử dụng cho mình một cái lọ. Một cái tô rộng. Sau đó chúng ta sẽ trộn tất cả các nguyên liệu này vào. Đầu tiên là lạc rang khô và chúng ta đã xay này. Tiếp theo là vừng. Ở đây thì không có một cái tỷ lệ cố định nào cả. Và tùy theo cái nguyên liệu mà các bạn thích ăn thì các bạn sẽ có thể điều chỉnh nhé. Tuy nhiên thì cái hàm lượng muối thì các bạn cho vừa phải. Ở đây thì có những người thì sẽ trộn vào trực tiếp vào đây thì khi ăn thì chúng ta cứ thế nào đấy ăn thôi. Em bé nhà mình đang nghịch rồi. Không thì các bạn cũng có thể, nhiều người sẽ không cho muối ở trực tiếp ở bước này mà sẽ để khi nào ăn thì trộn, như vậy sẽ tiện hơn để khi các bạn muốn làm món nộm hoặc là làm những cái món khác thì chúng ta sẽ không phải chế biến nữa, không phải rang lạc và không phải chuẩn bị nữa. Và như vậy đây là thành phẩm của cái món mà mình muốn chia sẻ với các bạn từ Lạc Giang, đó chính là muối lạc vừng. Đó, với món này thì mình đảm bảo rằng các bạn ăn rất là ngon và không hề bị chán, và chúng ta có thể làm cái món dự trữ trong mùa Covid như thế này rất là tốt. Và đặc biệt hơn nữa thì là khi các bạn ăn với cơm trắng cũng rất là ngon. Và với món này nhá thì các bạn cũng có thể trộn muối cùng luôn, hoặc là chúng ta sẽ để khi nào ăn thì các bạn trộn nha. Các bạn có thể sử dụng muối hạt, muối tinh, hoặc là các bạn có thể sử dụng bột canh nhá. Và mình hy vọng rằng cái chia sẻ của mình có thể giúp ích được cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.